Bạn có biết tại sao đất nước Nhật Bản có thể phát triển một cách vượt bậc đến như thế? Đã bao giờ bạn tự hỏi tại sao con người Nhật Bản có thể làm việc một cách hiệu quả đến vậy? Sự thành công của các doanh nghiệp Nhật Bản một phần đến từ nền văn hóa doanh nghiệp của quốc gia này. Họ có thể phát triển mạnh mẽ như một cường quốc lớn mạnh của châu Á là bởi vì họ siêng năng, chăm chỉ, luôn tuân thủ những quy tắc và tự động đặt ra quy tắc cho bản thân mình. Sau đây, Tìm Kiếm Đầu Tư xin chia sẻ tới các bạn 10 bí quyết kinh doanh của người Nhật giúp bạn có thêm kinh nghiệm về kinh doanh và quản trị doanh nghiệp. 1. Nghiêm túc trong mọi hoàn cảnh. Nếu bạn đi qua bất cứ đâu trên đất nước Nhật Bản, chắc chắn bạn sẽ thường xuyên bắt gặp những cái cúi đầu. Người dân Nhật, họ rất hay cúi đầu thay cho lời cảm ơn hay câu xin lỗi, có khi đó là lời chào của họ với người khác. Họ đã được dạy những điều đó một cách rất nghiêm khắc từ nhỏ. Và từ cái nghiêm khắc về lễ tiết ấy, họ đã tự động tạo ra sự nghiêm khắc trong kinh doanh đối với bản thân và cả khách hàng. Họ rất nghiêm khắc về vấn đề thời gian. Những nguyên tắc của họ rất khắt khe, nhưng đó là những bí quyết kinh doanh giúp họ thành công. 2. Đặt chữ tín lên hàng đầu. Chữ tín là đặc điểm nổi bật trong kinh doanh và lối sống hàng ngày của người dân Nhật Bản. Dù làm bất cứ việc gì, họ luôn tuân thủ nguyên tắc giữ chữ tín và lời hứa của mình. Trong 5 điều nhân, lễ, nghĩa, trí, tín thì chữ tín được người Nhật đặt lên hàng đầu. Với người Nhật, chữ tín trong kinh doanh và lòng tin trong các hoạt động xã hội luôn được đề cao. Chữ tín chính là đặc điểm nổi bật của những người dân đất nước mặt trời mọc. Dù làm bất cứ việc gì, dù nó lớn hay nhỏ, dù nó quan trọng hay không quan trọng, thì họ vẫn luôn tuân thủ nguyên tắc và lời hứa với đối tác hay đối tượng giao tiếp. Chính nguyên tắc này đã mang lại sự thành công rất lớn cho người Nhật. Chữ tín được thể hiện từ những điều nhỏ nhặt nhất. Ở Osaka, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp những shop mini không người bán, người mua chỉ việc chọn lấy sản phẩm mình ưa thích, tự giác bỏ tiền vào thùng theo đúng giá niêm yết. Ở một số tỉnh như Hokkaido, Sapporo hay Osaka, người mua không phải gửi túi xách khi tham gia mua sắm ở hầu hết các cửa hàng. Không phải ngẫu nhiên mà người Nhật luôn có lòng tin về tính trung thực, tự giác của người dân trên đất nước họ. Mà bởi vì đức tính đó được hình thành, giáo dục từ thuở nhỏ, được rèn luyện qua thời gian và dần dần nó trở thành tính cách đặc trưng của hầu hết người dân sống trên đất nước mặt trời mọc. Dù đôi lúc, việc giữ chữ tín có thể gây ảnh hưởng đến quyền lợi của công ty, nhưng chữ tín là điều cần giữ để công ty có thể tồn tại. Một ví dụ điển hình về chữ tín của người Nhật như trường hợp của công ty Fujita, một công ty chuyên sản xuất dao, nghĩa để cung cấp cho các công ty thực phẩm. Theo hợp đồng, Fujita sẽ phải giao 3 triệu chiếc dao nĩa cho một công ty thực phẩm ở bang Chicago, Mỹ vào ngày 3 tháng 9. Tuy nhiên, do một vài sự cố thiết bị xảy ra, khiến lô hàng hoàn thành vào ngày 30 tháng 8. Nếu áp dụng cách giao hàng bằng tàu như thỏa thuận, thì phải mất đến 1 tháng, đồng nghĩa với việc lô hàng sẽ đến không đúng hạn. Nhưng nếu áp dụng cách vận chuyển bằng máy bay, thì sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của công ty. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Fujita quyết định thuê hẳn một chiếc Boeing 707 để chở toàn bộ lô hàng đến Chicago. Dù số tiền bỏ ra cao gấp trăm lần so với giá cước thuê tàu, dẫn đến lợi nhuận của Fujita bị sụt giảm một cách nghiêm trọng, nhưng họ vẫn quyết định làm vì chữ tín. Việc làm này đã khiến công ty thực phẩm của Mỹ vô cùng cảm động và khâm phục họ. Những năm sau đó, họ quyết định trở thành khách hàng thân thiết của Fujita, số lượng giao nĩa đặt gấp đôi, gấp ba so với số lượng ban đầu. Thẳng thắn nhận trách nhiệm, biết đặt uy tín lên trên lợi nhuận của công ty là bí quyết kinh doanh của người Nhật, giúp họ nhận được lòng tin và sự tín nhiệm từ khách hàng. Bên cạnh đó, việc nỗ lực khắc phục những sai sót, đồng thời duy trì chất lượng ổn định, nhất quán trong suốt quá trình dài là cách công ty Nhật Bản chiếm được lòng tin từ khách hàng. Từ lòng tin ấy, họ phát triển một cách bền vững dù có bất kỳ biến cố nào xảy ra. 3. Khách hàng là thượng đế. Người Nhật quan niệm rằng, muốn đạt được thành công, bạn cần phải biết ơn và thể hiện sự tôn trọng với khách hàng. Khi kinh doanh, phải đứng lập trường của khách hàng mới hiểu được hết những nhu cầu, mong muốn của người mua. Đặt lợi ích của khách hàng lên trước tiên, bạn sẽ nhận lại được sự tin tưởng và tín nhiệm của họ. Người sáng lập công ty khóa kéo, Yoshida Tà Đạo từng nói, không suy nghĩ cho lợi ích của khách hàng thì doanh nghiệp không thể làm ăn phát đạt.
muốn có lợi, trước hết ta phải gieo mầm thiện, cho người cái thiện, sau đó cái thiện sẽ báo đáp ta. Ở Nhật, người tiêu dùng được hưởng những quyền lợi và chính sách ưu đãi tốt nhất. Bạn có thể mua hàng ở bất cứ đâu và bất kỳ lúc nào. Hầu hết các loại hàng hóa đều được hỗ trợ giao tận nhà. Nhân viên của cửa hàng luôn sẵn sàng giải quyết những khó khăn khách hàng gặp phải khi sử dụng sản phẩm của họ. 4. Lợi ích khách hàng là mục tiêu cao nhất. Doanh nghiệp Nhật Bản lấy thị trường làm trung tâm để phát triển. Họ cho rằng tiêu chí hàng tốt giá rẻ là yêu cầu của hầu hết người tiêu dùng ở mọi thời đại. Dù thị trường luôn biến đổi từng ngày, sở thích của người tiêu dùng cũng thay đổi liên tục. Nhưng đây vẫn là chân lý bất biến mà các doanh nghiệp Nhật hướng đến. Họ luôn tìm mọi cách để mang đến những sản phẩm tốt nhất cho người tiêu dùng. Ngành xe hơi và đồ điện gia dụng của Nhật Bản ra đời sau các nước châu Âu. Nhưng tính tới thời điểm hiện tại, các sản phẩm của Nhật lại được người dùng rất ủng hộ. Vì chúng có chất lượng tốt và giá thành rẻ hơn rất nhiều. Nghệ thuật kinh doanh của người Nhật là hệ thống quản lý chất lượng hoàn thiện và kỹ năng quản lý giá thành tối ưu. 5. Lắng nghe khách hàng. Đối với người Nhật, khái niệm dịch vụ không chỉ là mang lại sự tiện lợi cho khách hàng mà còn có nghĩa là thái độ ứng xử. Nó thể hiện qua cách xử lý những khiếu nại, sự không hài lòng của khách hàng một cách khéo léo, thỏa đáng và không hề miễn cưỡng. Họ coi khách hàng là những thượng đế thực sự. Mỗi một vị khách đều được hướng dẫn và hỗ trợ hết mình. Mọi giao dịch của người Nhật đều kết thúc bằng cái cúi đầu lịch sự. Đó là một trong những điều đáng học hỏi của người Nhật. Trong mắt các doanh nhân Nhật Bản, khái niệm dịch vụ không có nghĩa chỉ là tạo sự tiện lợi cho khách hàng mà còn có nghĩa là tạo sự thoải mái cho khách hàng. Sự thoải mái đó thể hiện qua thái độ ứng xử đúng mực khi xử lý những điểm không hài lòng và các khiếu nại của khách hàng một cách hợp lý, công bằng, nhanh chóng và không miễn cưỡng. Mọi giao dịch của các doanh nhân Nhật Bản đều kết thúc bằng cái cúi chào. Tính cách của người Nhật đáng để cho ta học hỏi. Đối với họ, khách hàng là thượng đế, họ được hướng dẫn và hỗ trợ một cách tận tình nhất. Đôi khi, bí quyết kinh doanh của người Nhật được hình thành từ trong tính cách của họ. 6. Đặt ra những khẩu hiệu. Trong phong cách làm việc của người Nhật, họ thường hay đề ra những khẩu hiệu để nâng cao hiệu suất làm việc cho công nhân viên. Rất nhiều doanh nghiệp của Nhật Bản bắt đầu một ngày làm việc của họ bằng một buổi sáng tập hợp nhằm nâng cao tinh thần hăng hái làm việc. Vào mỗi buổi sáng, họ thường xếp hàng và đồng loạt hô khẩu hiệu của công ty. Đó là cách để gây cảm hứng hăng hái, tạo động lực và lòng nhiệt huyết trong công việc cho mỗi công nhân viên. Điều này cũng giúp cho mục tiêu của công ty luôn được giữ vững trong tâm trí của mỗi người. Bề ngoài của việc hô khẩu hiệu này xem ra có vẻ giống một sự truyền bá tôn giáo, nhưng không, đó lại chính là những lời cổ động tinh thần làm việc cho mỗi công nhân viên Nhật Bản. Từ đó, ta có thể thấy năng suất làm việc của người Nhật luôn đạt đến mức tuyệt nhất. Một cuộc tập hợp vào mỗi buổi sáng hàng ngày thay cho lời nhắc nhở một chiến lược, một mục tiêu lâu dài của công ty. Những lời nói đó có thể tạo cho mỗi công nhân viên một sự chắc chắn, một sự nhắc nhở cho từng cá nhân như một nhiệm vụ bắt buộc hàng ngày. Hãy nhắc nhở bản thân mỗi khi bạn cảm thấy chán nản. Đặt mình ngồi xuống, suy xét lại mục tiêu của bản thân mình trong mỗi công việc mình đang làm. Hãy định vị lại trong đầu một mục tiêu lâu dài cho chính bản thân bạn. Khi bạn chán nản, cảm thấy nản chí, thiếu tự tin, hãy viết ra tay những khẩu hiệu. Trong những khẩu hiệu đó, hãy đi kèm là những lời động viên và mục đích mà bạn muốn đạt được. 7. Mặt hàng tốt nhưng giá rẻ. Nhật Bản bao giờ cũng được ví như thiên đường của các sản phẩm hàng hiệu cao cấp từ Đông sang Tây, từ Á sang Âu với mức giá cao ngất ngưỡng. Nhưng sự thật là chúng có thực sự đắt như bạn nghĩ. Thị trường luôn có những biến động theo từng ngày, từng giờ, sở thích của người tiêu dùng cũng vậy, thay đổi nhanh một cách chóng mặt. Nhưng quan niệm, mặt hàng tốt có giá rẻ, lại là chân lý khó dịch chuyển trong giới kinh doanh nước Nhật, cũng là nhu cầu chung của hầu hết người dùng trên toàn thế giới. Doanh nghiệp Nhật Bản coi thị trường là trung tâm, họ tìm mọi cách để thấu hiểu tâm lý của khách hàng. Những bí quyết kinh doanh người Nhật tâm đắc đều liên kết mật thiết và bổ trợ lẫn nhau. Sản phẩm nếu có giá thành cao thì đi kèm sẽ là dịch vụ tốt và chính sách bảo vệ quyền lợi người dùng uy tín. Việc doanh nghiệp hiểu được khách hàng giúp cho đơn vị cung cấp những sản phẩm phù hợp với từng đối tượng ngay từ buổi đầu gây dựng sự nghiệp.
Bí quyết kinh doanh của người Nhật trong vấn đề này là họ sở hữu hệ thống quản lý chất lượng hoàn thiện, cộng với kỹ năng quản lý giá thành hiệu quả, mới có thể theo kịp tốc độ đổi thay của thị trường. 8. Học hỏi từ những người đi trước. Trong những buổi gặp gỡ của người Nhật, họ luôn trực tiếp đưa ý kiến của mình tới những người có cấp bậc cao nhất để giải trình dự định của chính họ. Đôi khi, họ thường bị người khác ghen ghét vì xem đó là lấy lòng. Nhưng không, đối với họ, đó chính là sự tiếp thu ý kiến, kinh nghiệm từ những bậc tiền bối, những người đi trước. Sự tôn trọng như vậy, có nhiều người lại xem đó là để tăng sự chú ý đối với cấp trên, miệng đời thì khó lường. Trong phong tác cư xử cũng thế, họ sẽ cúi chào thấp hơn đối với những bậc tiền bối, những người lớn tuổi hoặc những người có thâm niên lâu năm. Trong văn hóa người Nhật, họ luôn coi trọng giá trị của những người đi trước vì sự hiểu biết, sự từng trải và cả những kinh nghiệm đáng quý mà họ cung cấp cho công ty. Dù bạn có đứng chung một bậc thang nghề nghiệp thì những người lớn tuổi hơn bạn, họ vẫn luôn quan trọng hơn. Hiểu biết sẽ giúp con người ta tiến đến những bậc cao hơn bởi những kỹ năng và kinh nghiệm mà chúng ta tích lũy được. Khiêm nhường, ham học hỏi cũng chính là bí quyết kinh doanh của người Nhật. 9. Nghiêm khắc trong mọi thời điểm. Một khuôn mặt nghiêm khắc, nghiêm túc trong mọi hoàn cảnh chính là điểm luôn có trên mặt của những công nhân Nhật Bản. Ngoại trừ những dịp làm cho người Nhật có thể thả sức cười thì những nhân viên Nhật Bản thường không diễn tả cảm xúc vui đùa trên khuôn mặt của bản thân mình. Che giấu đi những cảm xúc trên khuôn mặt, thay vào đó là một khuôn mặt nghiêm khắc, chính là phong cách làm việc của người Nhật. Đặc biệt, ở trong các cuộc họp, họ nói nhỏ, giọng rất thận trọng và thường hay nhắm mắt khi chú ý gần tới người nói. Thói quen này của người dân xứ sở mặt trời mọc được người nước ngoài xem là thể hiện dấu hiệu của sự khó chịu. Người Nhật hầu hết đều có sự kính trọng trong tín ngưỡng, ngay cả ở những nơi làm việc. Sự hài hước gần như là biến mất trong những giờ làm việc. Sự hài hước chỉ xuất hiện trong những giờ nghỉ trưa, nghỉ giữa ca. Với mỗi người chúng ta, dường như những nơi làm việc tràn ngập những nghi thức như vậy tạo cho chúng ta sự ngột ngạt và khó chịu. Vẻ chuyên nghiệp và tư cách cá nhân được người Nhật xem là sự kích thích trong công việc. Vì thế, sự lặng thinh cũng sẽ tăng sức sản xuất trong doanh nghiệp. Đôi khi, ta thấy những bí quyết kinh doanh của người Nhật thật điên rồ, chẳng đúng với những định kiến xã hội. Nhưng lại từ những điều kỳ quặc đó đã hình thành nên nước Nhật như ngày hôm nay. 10. Luôn xem trọng những mối quan hệ. Người Nhật đặt mối quan hệ lên hàng đầu, nó thường được đề cập đến đầu tiên trong mỗi mối quan hệ mới. Đặc điểm chung của các nhà kinh doanh Nhật Bản là khả năng thích ứng cao trong mọi tình huống. Dù nó căng thẳng và vô cùng quan trọng như trong các cuộc đàm phán hay trong những cuộc đàm thoại đơn giản giữa các đồng nghiệp với nhau, khả năng diễn thuyết mang lại cho họ nét đặc biệt. Cách diễn thuyết của họ tạo một cảm giác dễ chịu và gây thiện cảm cho đối phương. Nhờ đó, thành công để giành được hợp đồng cũng rất cao. Làm quen, giao tiếp với những người có thân thế, địa vị là khía cạnh mà người Nhật quan tâm đến để có thêm nhiều cơ hội trong những phi vụ làm ăn mới. Người Nhật cảm thấy nghĩa vụ của họ là phải trung thành với những hợp đồng mà họ đã ký, ngay cả sau khi hợp đồng được hoàn thành. Họ vẫn luôn tôn trọng đối tác của mình. Một nhà kinh doanh giỏi là người biết xây dựng cầu nối mọi nơi. Từ đó, bạn cũng đã nâng cao giá trị bản thân mình lên. Một ngày, bạn chỉ nhắc đến những thành công và bạn sẽ nhanh chóng đạt được giấc mơ của chính bạn trong sự nghiệp. Bí quyết kinh doanh của người Nhật có thể nói nó đến từ sự cẩn thận, cần mẫn và những điều nhỏ nhặt nhất. Nó không quá lớn lao, cao sang, nhưng nó lại làm nên nước Nhật phát triển một cách vượt bậc như ngày hôm nay. Thương trường muôn mặt mang theo tinh thần của người Nhật trong kinh doanh, không ngừng sáng tạo và đưa ra ý tưởng. Biết người, biết mình, cẩn trọng phân tích tâm lý người tiêu dùng và thị trường trong mọi hoàn cảnh để hạn chế rủi ro và có kỷ luật có thể mang đến cho doanh nghiệp bạn nhiều chuyển biến tích cực qua mỗi giai đoạn. Mỗi nền văn hóa khác nhau lại hé mở cho chúng ta những điều mới, những bí quyết thành công mới. Qua video này, các bạn có thể thấy bí quyết kinh doanh của người Nhật đều xuất phát từ những điều cơ bản nhất. Áp dụng những bí quyết kinh doanh của người Nhật, bạn sẽ là người thành công. Xin cảm ơn anh chị em và các bạn đã xem hết video. Để có thêm góc nhìn về phát triển bản thân, phát triển kinh doanh, phát triển đầu tư, anh chị em và các bạn hãy xem lại những video của Tìm kiếm đầu tư đã chia sẻ trước đây. Nếu video này có ích với anh chị em và các bạn,
xin hãy comment bên dưới và chia sẻ video này cho nhiều người được biết với nhé. Xin đừng quên like và đăng ký kênh để được cập nhật những video mới nhanh nhất về đầu tư, về tài chính và phát triển bản thân. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị em và các bạn.